Bè sao anh? Đây nè. Nhìn trời khói biết bay lên nhà ai. Nhạc. Từng giọt mồ hôi rơi, từng hạt mưa rơi rơi. Sầm sập, em mong anh về. Vô cái đó đó mày ăn. Chồng ơi đừng có khóc nữa nha. Cho em miếng đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bát ngát dừa xanh, chờ chờ em may mắn, chờ chờ em say. Sao cảm xúc sau khi mấy đứa bé lớn rồi ha, thì cảm xúc anh sao nè? Thấy tôi già quá. Trời mới đây 5 năm trời. Mày 5 năm mà? Ý, giờ nói việc là đó nhiều ta không biết không? 5-6 năm rồi hả? Trời ơi, đâu vậy à? Mà già, thấy mình già, già dễ sợ. Bây giờ anh là chú mà, anh nữa đâu, anh là chú đó. Bởi vì nó cao hết trơn. Hồi xưa bây giờ coi là cái clip lùng xịt nó xíu. Dạ. Già rồi. Anh già rồi. Dạ. Em còn trẻ măng à. Đó là gian nghỉ đó. Bye bye đi anh. Bye bye mọi người. Chồng ơi. Dạ. Cảm xúc tràn đầy lắm mà. Dạ dạ dạ. Kỷ niệm anh có muốn gửi lời cho ba đứa em không? À, chúc cho tụi con luôn luôn thành công và sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn nữa. Ừ. Càng ngày thì càng chín mùi, hát càng tốt hơn và có thẩm mỹ âm nhạc tốt để làm ra những sản phẩm hay ha. Chúc cho Phương Mỹ Chi sẽ luôn luôn ngoan ngoãn và trở thành một cô bé hát nhạc Nam Bộ rất là tuyệt vời, y như cái ngày đầu người ta yêu thương con. Và quan trọng hơn nữa là phải ráng hát cho hay ra nhiều đĩa đó, chú còn nghe tôi mê nhạc Nam Bộ lắm. Còn hai bạn còn lại thì cố gắng lên. Sẽ có những chương trình The Voice lớn tụi con sẽ trở lại và sẽ trở thành những ca sĩ thành đạt trong tương lai. Cố gắng lên nha. Bye tiii.